Cám Chiên Nước Việt chào tất cả các anh em đang theo dõi video. Xin lưu ý với tất cả các bác, hiện tại thì Cám Chiên Nước Việt sẽ đăng chủ yếu các sản phẩm về cám, về chim và các phụ kiện ở trên kênh YouTube Cám Chiên Nước Việt như các bác đang thấy ở trên màn ảnh này. Đặc biệt các bác sẽ gọi điện trực tiếp qua hai số điện thoại ở đây như các bạn nhìn thấy đấy để liên hệ với Cám Chiên Nước Việt để đặt hàng nhé. Bây giờ là giữa tháng 8 2022, đã có hơn 57.000 anh em yêu quý đăng ký theo dõi kênh Cám Chiên Nước Việt như các bác thấy ở đây. Đấy, mọi sản phẩm đang lên đây rất là công khai, rõ ràng, minh bạch, anh em xem rất là dễ. Về bên cái mảng Facebook thì xin lưu ý với cả nhà, cái Facebook của Cám Chiên Nước Việt như các bạn nhìn thấy ở đây này thì nó hay bị hạn chế đó các bạn, tức là mình sẽ không có đăng được bài hay là comment hay làm bất cứ cái gì cả. Đấy, do vậy đây là cái hạn chế của Facebook. Do cái chính sách thương mại của Facebook cho các bạn xem, nó có một cái mục là cấm buôn bán động vật. Đấy, khi mình đăng một số cái bài về chim ý, mình có chia sẻ thì thường là nó sẽ bị hạn chế, có thể là khóa nick, khóa face. Đấy, do vậy là các bạn cứ liên hệ trực tiếp qua cái kênh YouTube, qua số điện thoại cho mình là tốt nhất. Đấy, dễ dàng liên hệ nhất. Đây là chính sách thương mại Facebook để các bạn có thể tham khảo thêm ở trên cái Google. Đấy, để các bạn biết thêm về cách đăng. Đây, như nó báo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng này. Thì cái nguyên nhân về vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng này có nhiều vấn đề. Một là do cái chính sách của Facebook. Hai là do cái face của mình nó có độ phủ rộng rất là lớn. Thứ ba là do cái, có thể là cũng do một số cái mà ai đó báo cáo cái face của mình, do vậy là dẫn tới cái hiện tượng là nó bị khóa rất là nhiều lần. Đấy, làm ảnh hưởng tới cái việc mà giao lưu với tất cả các bạn. Đấy, dù gì nguyên nhân nào đi chăng nữa thì mình cũng nêu rõ ra đây để cho anh em tiện liên hệ với Cám Chiên Nước Việt. Đấy, cái face thì nó phát triển rất là mạnh, có nhiều hạn chế. Do vậy là xin nhắc lại với các bạn là hãy liên hệ với Cám Nước Việt qua hai số điện thoại này và xem các sản phẩm chủ yếu trên kênh YouTube Cám Chiên Nước Việt là chính xác nhất nhá. Đó. Ngoài ra thì các bạn có thể xem thêm những cái kinh nghiệm hướng dẫn nuôi chim ở trên cái website camchimnuocviet.com như các bạn nhìn thấy ở đây. Đấy, có rất nhiều cái mục đề mục sản phẩm ở đây. Đặc biệt là ở cái mục kinh nghiệm nuôi chim nha các bạn, thì mình chia sẻ rất nhiều cái bài viết bằng dưới dạng văn bản có kèm theo video. Đây, ví dụ đấy, các bạn tích vào một bài thì mình chia sẻ bằng cái văn bản, các bạn có thể là chịu khó các bạn đọc và xem những cái video kèm theo gắn đính kèm bên này. Đấy, các bạn tích vào cái video này nó sẽ ra một cái video ở trên kênh YouTube, các bạn xem luôn, vừa xem video vừa đọc văn bản, có lẽ rằng là sẽ giúp mà hỗ trợ các anh em mới chơi được phần nào. Đấy, có nhiều chia sẻ rất là hữu ích ở trên này đó, thì các bạn có thể xem. Thì mình xin quay video này để thông báo với cả nhà về những cái hạn chế của Facebook. Do vậy là Facebook mình sẽ ít khi mình hoạt động nha các bạn. Ít khi mình hoạt động thì các bạn cố gắng là các bạn xem các sản phẩm cám, rồi chim, rồi phụ kiện, rồi lồng, vân vân ở trên kênh YouTube Cám Chiên Nước Việt rất là rõ ràng. Mình luôn luôn đăng giá cụ thể, công khai địa chỉ, rồi thì thông tin tình trạng các sản phẩm rất rõ ràng trên YouTube. Lưu ý hai cái số điện thoại chính thức, các bạn điện qua số điện thoại là chính xác nhất, chuẩn xác nhất, gặp trực tiếp mình luôn. Và cho các bạn xem cái logo của Cám Chiên Nước Việt, logo rất dễ dàng nhận diện. Đây, cho các bạn xem một chút nhé. Xem một chút nào. Đây, để các bạn xem cái logo của mình một chút. Thông tin cơ bản. Đây, logo đi. Cái logo là hình cái con chim họa mi vàng. Đấy, Cám Chiên Nước Việt. Có website, có số điện thoại luôn. Ok chưa ạ? Các bạn nhìn thấy rất là rõ. Mình nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại để cho anh em dễ dàng xem được những cái sản phẩm của Cám Chiên Nước Việt nó dễ dàng hơn nha các bạn. Đó. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả các anh em luôn luôn tin dùng, ủng hộ sản phẩm Cám Chiên Nước Việt cũng như là các cái sản phẩm liên quan đến lĩnh vực chim cảnh. Đó. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chào các bác.